Theo các bạn là tại sao sinh viên luật sẵn sàng làm việc không lương tại những tổ chức hành nghề luật sư hay là công ty tư vấn về luật? Có một điều mà nhiều người không nói cho bạn biết, đó là thực ra những chủ doanh nghiệp luật, những chủ doanh nghiệp nói riêng ấy, thì họ sẽ không muốn bỏ ra các thời gian, công sức, nhân sự, thậm chí là cơ hội kinh doanh để đào tạo ra những người mới. Cái họ cần là một người làm được việc. Ngược lại thì sinh viên lại không có những kỹ năng cần thiết để bắt đầu công việc khi tham gia vào quan hệ lao động, ngoài những kiến thức khô cứng và hàn lâm trên ghế nhà trường. Thấu hiểu được đó nên Học viện Pháp chế ICA đã tạo nên khóa học có tên là chuyên viên pháp lý. Khóa học này sẽ hướng dẫn các bạn những kỹ năng cần thiết nhất trong lĩnh vực là đăng ký kinh doanh, đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, để khi mà học xong bạn sẽ tự tin có thể tự thành lập ra một doanh nghiệp, tự thay đổi những đăng ký kinh doanh liên quan về tên công ty, trụ sở công ty, người đại diện, những thông tin khác về vốn, thậm chí là tạo lập ra, giải thể hay tạo những chi nhánh. Với học phần về đăng ký nhãn hiệu thì bạn sẽ được hướng dẫn từ khâu nộp đơn như thế nào, lập tài khoản như thế nào, tư vấn khách hàng như thế nào, điền biểu mẫu như thế nào, và sau đó là theo dõi những mẫu tờ khai, đồng thời gửi công văn liên quan đến khiếu nại, gia hạn văn bằng bảo hộ. Với những kỹ năng mà được học trong khóa học thì đã đáp ứng 90% những công việc khi bạn bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp hay những công ty luật rồi. Khóa học này sẽ thông qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó chính là giai đoạn mà các bạn sẽ được theo dõi những video ghi sẵn. Khóa học sẽ có khoảng 50 video ghi sẵn bao trùm và hệ thống hóa trong tất cả các chủ đề nói trên. Các bạn sẽ được cập nhật lại kiến thức, đồng thời là hệ thống hóa thông qua các bài test và download những biểu mẫu. Khi này các bạn chỉ cần download xuống và sử dụng mà thôi. Kế tiếp là khi học xong khóa online thì các bạn sẽ được đến giảng đường và thực hiện những công tác liên quan đến hỏi đáp, hướng dẫn của giảng viên, đồng thời là cầm tay chỉ việc trên hồ sơ thực tế. Và tôi tin tưởng rằng khi học xong khóa học thì các bạn có thể tự tin để điêu lương, tự tin để apply ở bất cứ doanh nghiệp nào tuyển dụng về pháp chế hay tuyển dụng về chuyên viên pháp lý trong văn phòng luật. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể ấn vào link và học thử, cũng như là liên hệ nhắn tin đến fanpage để được hỗ trợ và tư vấn về khóa học.